Kính chào quý vị và các bạn trên kênh Phá án TV. Số phận như diễu cợt người đàn bà có nước da trắng xứ khi Nguyễn Thị Ngà quyết định rũ bỏ người chồng đầu tù tội, làm vợ của một trai tân Hà Thành, để rồi khi vướng vào vòng lao lý mới biết mình lây nhiễm HIV từ người chồng thứ hai. Ngà bị căn bệnh thế kỷ giai đoạn cuối tàn phá, mỗi bước đi là đau bút trong xương thịt, nhưng gương mặt vẫn giữ được những nét đẹp gọn gàng tươi tắn đến lạ kỳ. Nguyễn Thị Ngà, sinh năm 1972, người đàn bà đẹp nổi danh một thời, nhưng số phận thì đa đoan hiếm thấy. Tôi bị nhiễm HIV giai đoạn cuối, nên ngày nào cũng phải uống ARV, là thuốc kháng virus dành cho người nhiễm HIV. Đợt này hạch mọc đầy người, không ăn không ngủ được, nên tôi phải nằm bệnh xá, tối mới về buồng giam. Ngà mở lời một cách tự nhiên, không giấu giếm. Dường như đến lúc sự sống được đếm bằng ngày, thì những sân si, thù hận trên đời chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ngà tỏ ra nhẹ nhàng, cởi mở hơn. Thậm chí khi nhắc đến đứa con trai duy nhất vừa mới bị bắt, giọng nói của Ngà cũng không hề thay đổi. Ngà kể, thằng Huy con tôi ngày đầu mới bị bắt vì tội cướp giật, đi trại sáo để cải tạo thì phải. Chỉ khi nhắc đến chồng, người đàn ông đang khoác áo tử tù, người đàn bà này mới tỏ ra ngập ngừng. Nghe nói anh ấy bây giờ gầy lắm vì căn bệnh HIV hành hạ, 14 năm sống trong buồng biệt giam mà vẫn chưa thi hành án, chắc anh ấy cũng nản lắm rồi. Rồi Ngà ngước ánh mắt khoác khoải nhìn ra phía ngoài sân, nơi có những vuông cỏ được cắt tỉa gọn gàng, trở nên tươi mới hơn vì những chậu hoa trạng nguyên đỏ thắm. Nhắc đến chồng con, người đàn bà này cũng thể hiện nỗi đau theo những cung bậc khác nhau. Theo lời kể của nữ phạm nhân này, thì chị ta là con út trong một gia đình có tới 8 anh chị em. Nhớ lại ngày đó, Ngà bảo 14 tuổi đã không thể tập trung học hành được vì suốt ngày bị đám con trai tán tỉnh quấy phá. Họ tới nhà không được thì đón đường cô đi học rồi chờ ở cổng trường. Thậm chí những phút giải lao giữa giờ học Ngà cũng không có, bởi chỉ cần giáo viên ra khỏi lớp là những gương mặt khác giới ái mộ cô đã xuất hiện ở cửa lớp, cửa sổ. Giữa năm lớp 8, Ngà bỏ học, ở nhà được 2 năm thì lấy chồng. Với Ngà, cuộc hôn nhân này không cho cô nhiều dấu ấn kỷ niệm, bởi khi làm mẹ của hai đứa con nhỏ thì chồng đi tù. Cùng thời điểm ấy, chị gái của Ngà cũng bị bắt vì liên quan đến ma túy. Hỏi Ngà gặp người chồng bây giờ trong hoàn cảnh nào, Ngà khẽ trầm ngâm. Tôi lấy chồng trong tâm thế chạy trốn một cuộc tình ngang trái. Chúng tôi có tình cảm với nhau nhưng không thể đến với nhau được. Không phải vì cùng huyết thống, mà vì nó trái với luân thường đạo lý. Câu nói của Ngà khiến tôi chợt nhớ tới buổi trưa trò chuyện với phạm nhân Đỗ Thị Liên, cô bạn học và cũng là đồng phạm của vợ chồng Ngà trong đường dây ma túy. Liên có kể rằng Ngà có tình cảm với anh rể và cả hai đã phải tìm cách chạy trốn khỏi nhau. Chồng Ngà bây giờ khi đó là một thanh niên Hà Thành, lên Bắc Giang mở xưởng sản xuất bánh kẹo. Người đàn ông ấy đã mê mẩn trước nhan sắc mặn mòi của người đàn bà hai con, nên quyết theo đuổi bằng được. Còn Ngà khi đó không chỉ đang chật vật kiếm tiền nuôi con, mà tâm hồn đang khắc khoải bởi những phân vân dây dứt. Thế nên cô không nghĩ nhiều lắm khi nhận lời Vinh, tức là tử tù Nguyễn Văn Vinh. Cô đâu biết cái xưởng bánh kẹo mà Vinh mở ra ấy thực chất chỉ là bình phong để anh ta buôn bán ma túy. Và nguy hiểm hơn, cái vẻ phong lưu bất cần đầy chất trai phố bề ngoài của Vinh đã khiến Ngà choáng ngợp, mà đâu biết rằng thực chất anh ta là một kẻ chơi bời trác táng, đang mang trong người căn bệnh thế kỷ. Chỉ đến khi Ngà mang thai, cô mới biết mình lây bệnh từ chồng. Ngà cũng tâm sự rằng, sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi không oán trách anh ấy, có trách thì trách mình sao phận mỏng. Tháng 3 năm 2004, Nguyễn Văn Vinh bị công an tỉnh Bắc Giang bắt giam về tội mua bán ma túy. Vinh khai từ tháng 10 năm 2003 đến lúc bị bắt, anh ta nhiều lần lên Mộc Châu, Sơn La để mua ma túy của một đối tượng tên là Bùa A Chứ mang về Bắc Giang tiêu thụ. Với hành vi này, Vinh bị kết án tử hình. Sau hai lần kháng cáo xin giảm nhẹ, Vinh vẫn bị xử y án sơ thẩm. Vinh đã gửi đơn lên ban giám thị trại giam, đề nghị được gặp cơ quan điều tra để khai báo lại. Và từ đó, những lời khai của Vinh, những tên đồng bọn, trong đó có vợ anh ta là Nguyễn Thị Ngà, bị bắt giữ.
Nga bị kết án buôn bán 20 bánh ma túy, nhưng do thời điểm đó đang mang thai nên thoát án tử. Bị kết án chung thân, Nga về trại giam Ngọc Lý cải tạo. Hỏi Nga có cảm giác thế nào khi biết chính Vinh là người đã khai ra đồng bọn khiến Nga bị bắt, nữ phạm nhân này chỉ cười nhẹ. Pháp luật khoan hồng, không khép tôi vào tội chết, nhưng án tử hình thì chồng tôi đã tặng tôi lâu rồi. Còn cảm giác nào đau hơn khi biết mình đang mang căn bệnh thế kỷ và bị lây từ chồng không hả chị? Rồi bình thản như không còn vướng bận gì, Nga kể về những ngày phải vật lộn để giành giật sự sống cho cái bào thai đang mang trong người. Ấy là những ngày thai nghén, Nga phải bịt mũi để ăn, để uống mà thức ăn chỉ muốn trào hết ra ngoài, vì cổ họng lúc nào cũng có cảm giác như vật gì đó ngọt ngoại bên trong. Nhưng vẫn phải cố nuốt để có chất bổ dưỡng nuôi con. Có những đêm tê dại chân tay, hai bên sườn như có ai dứt từng miếng thịt nhỏ vì căn bệnh thế kỷ hành hạ. 9 tháng mang thai với Nga là một khoảng thời gian vô cùng đau khổ, giành giật. May mắn đã mỉm cười như một sự an ủi cho sự chịu đựng của Nga khi đứa con mà chị ta sinh ra không hề lây nhiễm căn bệnh của bố mẹ. Nga đã khóc vì điều đó, và với chị ta, đấy là một món quà quý giá nhất. Nga kể, khi tôi sinh con ra, các bác sĩ đã làm xét nghiệm rất kỹ. Ngay cả khi về trại giam nuôi con, cháu cũng mấy lần được làm xét nghiệm, và lần nào cũng cho kết quả giống nhau. Nó hoàn toàn là một đứa trẻ khỏe mạnh. Con gái Nga được nuôi hoàn toàn bằng sữa ngoài, và các y bác sĩ ở bệnh xá trại giam đã giúp Nga rất nhiều trong thời gian nuôi con nhỏ. Họ giúp chị ta thoát ra khỏi những bức bối vì cương sữa, giúp chị ta chăm sóc con nhỏ, nâng giấc bé những khi đau ốm, mua sắm quần áo cho bé, và khi Yến Nhi tròn 3 tuổi, bé được ông bà nội lên đón về nuôi. Kể từ đó, Nga chỉ được gặp con qua những lần gọi điện về nhà. Việc của tôi bây giờ là hàng ngày phải uống thuốc đều đặn để kéo dài sự sống, được ngày nào thì hay ngày đó thôi. Những việc khác, kể ra thế là tôi cũng hoàn thành rồi. Hai đứa con với người chồng đầu, đứa lớn đã yên bề gia thất, đứa thứ hai cải tạo ở trại giam số 6. Nga bảo như thế cũng coi như xong nhiệm vụ, vì cả hai đều đã trưởng thành rồi. Cuộc sống sau này tốt xấu ra sao là do chúng tự chọn. Ngay cả đứa con gái bé bỏng vừa được gửi về cho người nhà, Nga cũng bảo coi như đã tạm xong, vì bây giờ mỗi bước tôi đi là trăm ngàn đau đớn, khiến tôi lắm lúc chỉ mong được ngủ một giấc dài và không bao giờ thức lại, thì làm sao có thể mong tới ngày mà chăm sóc con. Những con virus HIV giai đoạn cuối đang tàn phá chút sức tàn của Nga. Từng đám hạch nổi khắp cơ thể khiến cho Nga từng cử chỉ lại thêm đau đớn. Thế nhưng nét mặt cô vẫn tỏ ra bình thản, Nga vẫn có thể cười, vẫn có thể pha trò. Nga bảo tuy mang trong mình mầm bệnh chết người, nhưng sự tàn phá ấy chỉ bào mòn sức khỏe của chị ta, chứ không hề khiến cho gương mặt của chị thay đổi hay méo mó. Với Nga, đó cũng là một đặc ân. Từ nhiều tháng nay, tôi không phải đi lao động nữa, mà hầu như ngày nào cũng có mặt ở bệnh xá, nhận thuốc uống và nghỉ ngơi. Đến tối mới quay lại buồng giam. Chuyện gì xảy đến với tôi bây giờ cũng được, chỉ mong sao trước khi tôi rời khỏi thế giới này, chồng tôi cũng trả án xong rồi. Nga nói với đôi mắt chớp liên hồi, nhưng rất nhanh sau đó, chị ta lại toét miệng ra cười, trong khi đôi mắt vẫn đỏ hoe. Chắc hẳn sau những ngày dây dứt, ân hận và tiếc nuối, Nga đã hiểu được rằng có những thứ nếu không giữ được thì nên buông bỏ cho lòng mình vơi bớt và thanh thản. Cũng có thể những nỗi đau đã lặn vào trong, nếu không làm sao Nga có thể cười, có thể bình thản nói về chồng, về con như thế. Thưa quý vị, những thông tin trên đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.